Cũng thế ạ. Xong rồi em hơ điếu ngải. Điếu ngải thì lại để bỏng cái gì? Vâng ạ. Ờ, cái đó thì là ta kiếm cái ống ngải. Nhá. Nhưng mà đây này, nếu như da người ta cứ thế này, va chạm vào đâu nó đen thế này, tức là vỡ tính mạch, thì diện chấn thương hoàn lành. Nhưng mà thôi, đi bệnh viện 1 năm thôi. Thế là được chắc chắn. Cái này nó không chết luôn, nhưng mà nó cứ tiến dần đi. Mỗi một lần vỡ tính mạch này là một lần mất máu, mà mất máu thì sức khỏe suy giảm thôi. Thế thôi. Cái gì? Cái này chết được không? Qua dễ. Cái này quay cho thầy nhé. Vậy thì trước như thế nào mà bảo rằng dễ? Em ngồi nó vỡ thì tức là nó chảy máu, mà chảy máu thì làm cái gì trước? Cầm máu đúng không nào, là cầm máu không cho nó chảy ra nữa. Nhưng mà máu đã chảy ra rồi nhưng nó lại không ra ngoài được thì nó phải tụ à, thế là phải tan máu bầm, đúng chưa? Nguyên cớ nào nó dẫn đến tình trạng vỡ tinh mạch? Tắc cái gì mà nó vỡ tinh mạch? Đấy, ra đấy, đòi hỏi phải có một cái trí tuệ minh mẫn mới suy ra được rằng cái gốc bệnh của nó nằm ở đâu. Can tỳ vị của nó suy yếu, các vị đang nghe chưa nào, thì nó mới vỡ tinh mạch được chứ. Chứ còn nó khỏe như con voi làm sao nó vỡ được. Mà cái này nhá, nhiều khi nó buồn cười lắm, chỉ cần va nhẹ một cái vào cánh cửa thôi, bầm lại cái là vỡ tinh mạch. Đấy, à, chồng nó tức mình nó giạt cho một cái vào má, thế là má đen xì. Đấy, vô tinh mạch đấy. Ờ, đi chơi bạn bạn bắt tay một cái thật bạn, ôi giời ơi, đen bố bàn tay lại. Thế thôi, nha, bạn quý, bạn yêu chứ không phải bạn ghét. Bóp mạnh quá thì ta đau, mà đau thì nó vỡ tinh mạch đấy. Cái này là nguyên cớ của nó do gan tỳ vị nó suy yếu. Gan thì các bạn biết rồi, đông y nó gọi là can, tỳ là cái gì, vị là dạ dày, tỳ là cái la lách, à, ba cái đó suy yếu làm cho vỡ tinh mạch. Thì diện chẩn ta chữa rất đơn giản, tí tôi làm cho các bạn xem nào. Bây giờ làm cho cái cháu kia chưa sang, tôi làm cho cô nương này nhá. Bây giờ ngồi cái ghế này, đưa cho bạn một cái ghế. Em bị cái này lâu chưa? À, cái này cao quá, đúng rồi. Chị đội đây. Thì chảy máu, mà chảy máu thì việc đầu tiên là cầm máu. 16 61 50 37 số 0 đấy là cầm máu. Cầm máu để nó không tiếp tục chảy máu thôi, nhưng cái máu nó đã vỡ tinh mạch rồi thì máu nó phải đọng lại chỗ nào đó, mà đọng ở đâu đó thì nó thành ra bầm sưng, đúng không ạ? Vậy ta phải làm tan máu bầm. 156 dương, 7 dương, 50, 37 dương, 3 dương, quên mất, 3 dương, 61 dương, 290 dương, 16 dương, 37, 41, không có dương âm gì cả, nó chỉ có một thôi, nhá, 37, 41, đấy là tan máu bầm.
Xong rồi thì sao nữa? Vì đây này, tay nó như thế này, bỏng lên thế này cho đốt mà. Thì cái này phải chữa bỏng nữa. Nhưng mà lần sau tôi hướng dẫn các vị này, nếu không may hơn nó nóng nó bỏng nha, lấy cái nhựa, cái chuối tiêu đấy, cái chuối ngô đấy, vắt lên tí nước sát một cái nó hết luôn. Chứ còn để nó phồng lên như thế này thì lại phức tạp. Ở chỗ nó bọng nước ở đây rồi, lại phải lấy một cái kim đốt lửa cho nó sát trùng, chọc hai đầu cho nó thông nước ra thì nó cũng xẹp rất nhanh nha. Cái bỏng này có hai cái giải pháp chữa rất nhanh chóng, một là nhựa cây chuối tiêu, hai là nhựa cây lô hộ, rất nhanh. Lô hộ biết không? À đấy, cái đó thì những cái này nó không phải là thầy bà gì cả, ta biết ta bảo nhau thế thôi, làm đi rồi mà xem thế hiệu quả kỳ lạ nha. Nhưng mà cái trường hợp cô này tan máu bầm rồi này, cầm máu rồi này, tan máu bầm rồi này nha. Nhưng mà tuyết tuyết như này thì có cần phải tiêu viêm không? Có. À đây tiêu viêm đây là tôi làm, nhưng mà tôi hỏi các vị là để hướng dẫn các vị cái đường đi nước bước sau này về nhà các vị làm như tôi. 41 này, 127 này, 19 này, 143 này, 26 này, 61, 3, 38, thấy chưa? À, rồi gì nữa? 41, 50, 60, 85, 29. Đấy là tan, đấy là tiêu viêm chưa đâu. À, nhưng mà chưa phải là gốc bệnh. Gốc bệnh của nó là gan kém. 50, 41, 233 là gan. Thì vị là ở đâu? Vị là 39, 120, 121 là vị chứ gì, phải không? Lá lách ở đâu? 37, bao nhiêu nữa? 40, bao nhiêu nữa? 181. Có ba cái tam giác thôi, phải không? Tam giác gan, tam giác vị, tam giác tỳ, hay nói cách khác là tam giác cái lá lách. Được chưa? Mời cô nương nghỉ. Hỏi. Mai tự làm lấy. Vì cô nương làm nó bỏng thế này thì nó không nhanh, thì mình phải làm nhiều lần. Được không? Ông già này làm được thì cô nương làm được nhá. Và làm giỏi hơn ông già. Đồng ý không? À, rồi. Nào, làm cho em mất rồi. Thầy làm cho em mất rồi. Hai. Dạ được, cái cháu được ăn chưa? Cháu bé chưa thấy cháu nào đâu mà không thấy. Chưa thấy cháu nào đâu ạ? À không, cái cháu bé ở đây cơ. Nhưng mà chưa thấy. À chưa sang hả? À, có khi nó cũng. Được rồi. Mười ghế. Thứ nhất là nhức trong hai mươi phút này và nó bừng bừng sưng rực lên như hai quả ớt ở trong này. Chị ngồi xuống đây. Vậy là như thế mới sửa hóa cô, dẫn đến mắt mờ. Mà mắt con bệnh thứ hai là đau nhức mắt. Và cái thứ hai là nó chói, chói ở đây ạ. Chói cái hai khóe mắt ạ. Cái thứ ba là nó cứ bị mờ đi, và cái thứ tư là nó cứ như con ruồi. Ruồi trước mặt tức là ruồi bay. Ruồi bay là tiền thân của lục thủy tinh thể nha. Vậy mời cô nương ngồi đây tôi làm đây để các vị trông thấy tận mắt, không phải là phù phép gì, tất cả đều có trong sách giáo khoa. À, thầy dạy hết, chỉ có điều ta có chấp nhận làm nó hay không thôi. Các vị tin ở khoa học mới, tin ở phương pháp chữa bệnh mới này mạnh hơn đông y, mạnh hơn tây y thì các vị dám làm. Nói như thế là phải chặt chẽ như thế này. Ví dụ bây giờ phải bổ tim, diện chấn là không làm được. Nhưng thiếu máu cơ tim, hẹp van tim, bệnh nhân không làm được thì diện chấn làm được. Hở van hai lá, hở van ba lá, bác sĩ phải mổ. Diện chấn không theo mổ. Không hay. Thế nếu không mổ mà khỏi thì trả sức luôn là mổ à?
Đấy, vậy tôi nói như này, tôi không xúc phạm gì đông y tây, người ta tiên tiến thẳng mấy chục năm rồi và nhờ cái đó mà rất nhiều người được chữa khỏi bệnh. Nhưng mà đến bây giờ thời đại mới giờ có cái hay hơn, làm dễ hơn, tiết kiệm hơn, tại sao tôi không tiếp thu? Đó là, dĩ nhiên nói to mồm như tôi lúc này, có thể là có người không tin cho là ông nói khoác thì thôi, ai nói khoác kệ mẹ nó, không cần biết. Còn ta không nói khoác, ta bảo nhau ta làm, đem lại lấy thiết thực cho nhân dân, cứ là tốt thì thôi, là sao cả. Đấy, phải không ạ? Đấy là tôi xin thưa các vị như thế, như cô đưa tôi dám làm. Đấy, tôi kể chuyện như thế, tôi học rồi. Vậy bây giờ tôi chỉ làm một lần, mai tôi về tôi tự làm. Nam ơi, Huyền đâu? Huyền đâu? Lấy sang bên này rồi. À thế hả? Được rồi, Huyền làm đấy, được rồi. Thôi được rồi, cháu làm đấy. Thế này nhá, cô nương này khai đau nhức ở trong mắt, có phải không? Đau nhức trong mắt quá dễ, làm sao mà không tự làm lấy được, đây này còn bò về đây học rồi, thầy hồi thầy hương cho bác đồ rồi hả? Ồ hay, đây thì tôi làm ở Hà Nội không chịu làm thì về đây tôi làm cho một lần, rồi mai cứ thế mà làm, chưa đủ trình độ để làm đấy ạ. Không còn cái gì sót nữa rồi, cho hết rồi, không chịu làm. Đó này, qua đây nhìn tôi này, tôi làm cho nào. Bên mắt này nhiều hơn ạ. À rồi, bên mắt nào làm cả hai mắt không thế là. Người ta tầm sư học đạo ra thành phố, ra thủ đô học. Bây giờ thủ đô về đây. Được đời chưa? Không được đời đâu, cả miền Bắc này cũng có. Có tự ái không? Không. Thầy đọc đi ạ. Ồ, 65, 278, 41, 87. Thầy có thể ngồi hơi chơi chéo đi để đằng sau quay được không ạ? 85 à, dễ thôi, cô nương quay lại đây. Cô nương quay lại đây. Hơi chéo một tí thôi, đừng ngồi quay lưng lại. Hơi chéo tí thôi. Hơi chéo, đây, 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 đúng rồi. Quay ngang, phải là quay ngang. Nếu chân này cao quá, không quay được. Tôi đọc lại cái này nhá. 65. 278. Đây thấy thì có cửa quyền có các vị to của tôi bé không? Giống như nhau cả. To thì dễ nhìn, bé là có nhìn phải đeo kính nó thế thôi. 278 nhá. 41. 87. 85. Nhớ rồi. 45. 300. Trong này người ta có ghi cái chữ là thận du. Thận du là cái huyệt của đông y. Huyệt thận du thì nó ở đằng sau lưng này. Mà nếu như bà này bây giờ muốn chữa cái huyệt thận du là phải lột áo lên. Mà tôi là đàn ông mà lột áo bà này lên thì nó không tế nhị, nên không thèm làm cái huyệt thận du. Được không? Vậy không thèm làm huyệt thận du của đông y thì ta làm cái gì? Đơn giản. 1 43 45 300 không thận là cái gì? Hả? 300. Thế 17 không thận là cái gì? Đúng rồi. Và số 0 kết thúc. Đúng chưa? Thế ta thiên biến vạn hóa là thế. Lấy diện chẩn thay cho đông y mà nó hiệu quả nhanh, dạy gì không làm. Đó. Còn thận du thì xin thưa là phải lột lưng bà để lên sờ sờ nắm nắm, đó không ạ? À? Bà ấy không khéo bà ấy nghi ông này muốn sờ bà ấy chết bố. 317. Đấy, cho nên đây, thế còn các vị thấy có đơn giản không? Vâng, dạng làm được, tráng làm được, sinh làm được, xấu cũng làm được. Chẳng ai thắc mắc đấy chị. Ông chồng đứng kia cũng không ghen. Ghen cái đấy chị đâu, cái này chọc vào má. Không à? Đấy, không? Nhưng mà lột áo bà lên này lên là biết đời có ngày. Đấy, nó
là thế. Tức là chuyển huyệt. Ô hai, thế này nhá, có một cái này, mấy ông mà học đông y rồi ấy, là các ông ấy biến diện chẩn thành đông y. Ví dụ như 143, 45, 317, số 0 thì ông ấy làm bỗng tiết thuyệt. Thần du. Còn bây giờ tôi thì tôi lại biến đông y thành diện chẩn. Nghĩa là tôi làm ngược lại. Các vị đã rõ chưa nào? Chứ tôi cũng chả tài giỏi gì cả, đáng giá là thần du. Thì tôi phải lột lưng bà này lên làm, không tế nhị. Thì thôi, tôi chịu khó tôi cân ba cân nhật. Cái quan trọng nhất là 317. Thế thôi, 400 nữa càng tốt. Và thậm chí chỉ cần 317 cũng khỏi bệnh mà. Bởi vì nó là đồ hình thận. Đúng chưa các vị? Đấy, thận du tức là thợ huyệt của thận thôi. Thế đấy, tôi xin thưa các vị đây, tôi làm như thế này nha. Đấy là nói về cái bệnh đau nhức mắt. Nhưng mà bà này còn có một cái nữa là gì? Nóng sừng sừng. Vâng. Thế thì nóng sừng sừng là cái gì? Nhiệt. Là hóa vượng. Mà hóa vượng thế bây giờ ta phải hạ nhiệt. Hạ nhiệt làm nào? Làm mát. Chỉ lắm đấy. À, các vị về nhà tôi có một cái đề nghị này. Tôi không bao giờ đọc tin nhắn và không bao giờ trả lời tin nhắn cho ai đâu. Đừng có nhắn tin lên đây thầy ơi em bị thế này cho em nọ kia, không cho đâu. Vì có đọc đâu mà. Ngu lâu rốt bền, không biết đọc tin nhắn thì không trả lời ai. Nhá. Thời gian đâu mà đi bấm bấm mới chọc chọc cho các vị tin nhắn, tôi không làm đâu. Tôi cứ quên luôn đấy. Không có mai kia không bị bổ sao ông ấy ác thế, nhắn tin cũng chẳng thèm nói gì. Có biết đọc đâu mà nhắn. Bây giờ tôi lại nói nhá, bà này nó bừng bừng cái mắt mà, ta phải hạ nhiệt nó đi, có đúng không? Thế thì trong sách có cho phác đồ các vị chưa? Cái chữ nóng to đùng nó ngửa đây, thấy chưa? Thấy rồi ạ. Thế thì nóng là sao? Ông ấy bảo ông nó nóng thì châm cái huyệt này thì ta châm này. 26 bà chị ơi, chị nhìn tôi đừng nhìn mấy ông kia nhá. Mấy ông kia có vợ có con nó hết đấy. Tôi chưa có. Mỗi tôi chưa có thôi. Thế thế cho nó vui phải không ạ? Đấy. Nhưng bà này cứ nghênh đi mấy ông kia thì chết bố tôi rồi, tôi làm sao rồi. Ba, một, bốn, ba. Giảm nhiệt đấy. Nhiệt nội đây này. Nội nhiệt là cái 143 là rất hay các vị nhé. 13. Năm mốt. Tám năm. 87, 180, 100, 130. Thích thì cứ ghi chứ còn trong sách có hết rồi. 16, 14, 15, 15 là giảm áp rất hay đấy. 14, 15 là hạ huyết áp mà. 16, 14, 15 là như thế đấy. Sau danh thanh là số bao nhiêu? 15. Xong rồi cái mắt chị còn làm sao? 13, hả? 13 bà nó bị hoa năm, tức là mở mắt. Rồi bay. Thưa các vị, rồi bay là thế nào? Người ta nhìn ra ngoài kia cứ thấy có cái chấm đen đen, nhìn đi đâu cái chấm đen đen nó theo đấy. À, người ta gọi nó là muỗi bay, to thêm tí nữa gọi là rồi bay. Rồi bay, muỗi bay là tiền thân của bệnh đục thủy tinh thể. À, nó không phải là ngoài trời kia có con muỗi bay.
mà cái mắt của người ta có cái thủy dịch kính, nó giống như cái hồ, cái ao. Một ông nông dân đi cày về nhà xuống rửa chân khoáng nó một cái, cát lầm lên. Có đúng thế không ạ? Mà cát lầm lên để nhìn dưới đáy ao nó không trong nữa. Phải thế không? Thế thì cái mắt người ta cũng thế. Khi cái mắt người ta nó bị vẩn do đục dịch kính, tưởng rằng nó ở ngoài, không phải đâu, nó ở từ trong mắt nó phóng nó bóng ra. Đấy, thế người ta mới gọi là đục dịch kính. Mà đục dịch kính như đục thủy tinh thể, đục dịch kính, đục giác mạc, ba pháp đồ có rồi. Thế các vị làm được cái gì? Hả? Thì còn mỗi cái rủi bay các vị chưa có, tôi chỉ cho các vị nghe ngay bây giờ. Rủi bay tôi làm đây. 216 khác và 216 khác nhé. Số 2, số 4, số 267. Đấy là rủi bay. Vì rồi bay là tiền thân bệnh đục thủy tinh thể, thôi thì chữa luôn đi, mai kia khỏi mất công đi bệnh viện mổ nha. Mà đục thủy tinh thể thì xin thưa các vị này, 358 558 quá nhiều người đến mức độ thuộc lòng thế này mà 283. Tôi nhắm mắt tôi cũng làm đây thôi, các vị tinh hơn tôi mà, nhất là các con nhỏ này sinh viên đại học trẻ măng thế mà không làm được, hơn ông già có đánh đòn. Đây là đục thủy tinh thể nhá, đục dịch kính 465. Có cần sách vở quá gì đâu, 65 99 thấy chưa, và 405 đục dịch kính, đục giác mạc 130, 145, 358 và thế mình sau tài đây, ép cái tài người ta vào có thể thế mình đây, hay là huyệt của diện chấn là 308 đây thôi. Cái đó khó nhớ hơn là cái ế mình nói đông y là sướng tai hơn, phải không ạ? Nghe ra ông này có vẻ giỏi về đông y, thế giải quyết không hoài tí cũng chết à. Được chưa các vị? Thế đấy, thế mà đã chữa bệnh về mắt thì sao, đồ hình mắt ở đâu? Đồ hình mắt trước hết là có đây, đây đồ hình mắt ở lưng, có thể làm thế này. Đấy là tôi nói chi tiết cặn kẽ nhá. Thế còn vị nào lười có thể bỏ qua cái này cũng không sao. Và cái quan trọng nhất là đây, bàn tay này này, con mắt giả số 1, con mắt giả số mấy? 5. Hả? Con mắt giả hay gọi là đồng ứng mắt. Đấy. Tại làm sao phải hơ đây? Hơ đây là để chữa con mắt giả số 1. Hơ đây chữa con mắt giả số 5. Còn nếu kỹ càng nữa là con mắt giả số 2, số 3, số 4. Biết rồi phải không? Trên anh hội chị Hương dạy chưa? Dạy rồi phải không ạ? Cái đấy tôi nói nhá, tôi không phải nói lại nữa. Anh nhắc lại chị Hương chị mắng cho. Tôi nói rồi giờ ông còn nói lại mất thì giờ. Đúng không? Nha, thế là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đúng chưa? Đấy, nắm tay vào có con mắt giả thứ 6. Đây. Đấy, thế thôi. Chỉ có điều là cái này nó không nhanh đâu. Nhá.
nó chậm chậm một tí đấy, chứ đừng tưởng là làm phát ăn ngay không được. Được chưa? Chị cảm thấy cái mắt được không? Thế còn cái chói ở đây ạ, cái khé mắt ở cái chói. Chói? Vâng, chói lắm, mà khó chịu rồi. Ngày mai người ta cơm nấm lùm, cơm đám phụ trên này và à, chói. Vâng, tức là bên kia hiện giờ là nó chói mắt phải. Mắt trái thì chưa được nghiệm đâu, mắt cầm chói lắm. Chói là thế nào? Chắc là khoáng gà. Nó nhói, tức là nó khó chịu trong, tức là nó đau, nó khó chịu trong. Nhói, tức là nó khó chịu trong khé mắt này. Chói, chói, chói. Nó cục cục nhá. Chắc các bạn ăn ngày thì nói tất cả cũng có tôi xem. Trong khán mắt nhỉ. Cục cục vướng, có chịu vướng mắt. Vướng có chịu. Giờ đang bị cái này nhiều. Đang bị này. À. Thôi. Bà này bây giờ là bị viêm kết mạc và có mắt hột. Không đơn giản thế nào cho một con mắt đâu nhé. Đấy, thế bây giờ phải chữa viêm kết mạc. Nè, thôi, và quay lại đây. Tôi làm để cho mọi người thấy. Ôi, con mắt bài nó thế. Giờ làm sao? Không thể một lúc mà khỏi ngay được. Bốn. Sáu năm. Bảy ba. Hai sáu bảy. Năm trăm năm tám. Đấy là viêm kết mạc. Nhưng đã kết mạc bị thì giác mạc cũng bị theo. Chữa luôn giác mạc. 73 131 267 423 Một huyệt nữa ở trên cái huyệt 216 này này, gọi là huyệt tiền đình của Đông Y. Nó cách lên đầu một phân. Đó. Nhưng mà đã viêm thì phải làm gì? Tiêu viêm. Đó, bà con biết rồi. 41 127 19 143 26 61 3 38 41 50 60 85 29 Đó. Đồ hình mắt ở trên trán. Đây. Đau chưa chị? Đau chưa? Đây. Đồ hình mắt trên trán này, cái vùng 421, 422 này. Vùng nó thôi chứ không phải là huyệt 421 hay là 422. Đau chưa? Đau chưa? Đau rồi. Nào, bây giờ bà chị thấy cái mắt ra sao? Hiện giờ thì cái chói là vẫn thấy chói ạ. Ờ. Thế còn cái nhức? Cái nhức thì... Đau mắt ấy. Vâng, nhất thì nó dễ chịu hơn, nhưng mà à, chói thì vẫn không chói. Chói, chưa được, ta làm tiếp nữa. Vì trong cùng một lúc bà chữa đến 4 cái bệnh trong con mắt rồi. À, có phải một đâu. Một là bà nhức mắt, là đau nhức mắt nha. Hai là gì? Bà đục thủy tinh thể, đục nhân mắt, đục giác mạc. Có đúng không? Xong rồi, lại đến chói, viêm kết mạc, viêm giác mạc, ôi tử tử. Đây nó tự lấy rồi. Đấy là đau hột. Rồi, được. Cái đó cái là. Rồi, đồng ý. Thôi. Thế thôi. Đâu, em bé nào?
Ô cần thì dễ quá mà. Đây, bây giờ cả lớp xem tôi làm cái cần cho bé này nhá. Rồi gì? Có hai phác đồ chữ cần, một phác đồ của cụ Trần Dũng Thắng nhá, tôi làm trước này. Bao nhiêu? 34. Bao nhiêu? 6. Giỏi, ai đó giỏi đấy, thông minh đấy. Đọc là 34. 1. 127. Đúng chưa? 267. 130. 3. 127. Thế mình sau tai hay là 308? Được chưa? Bất đắc dĩ là thay bằng 358 cũng được. Nhưng cái ế minh này là gốc của nó thì tôi ta làm. Đơn giản thì ép cái tai vào. Thấy chưa? Ép tôi làm chưa? Theo cái tai đây nó cách đây một phần rồi. Có thế thôi. Đây là phác đồ của cụ Trần Dũng Thắng. Phác đồ của ông Trần Cẩm ở Hà Nội nhá. Tôi đọc này. 2. 4. 8. 20. 12. 13. 73. 65. 100. 131. 130. 130. Đấy. Quay trở lại. 34. 65. 267. 358. 423. Quay lại cái 267 này, vòng thứ 3. Vì cái 267 là đưa máu nuôi cái con người, nuôi cái đồng tử đó. Đó. Thì ta ấn thêm cho nó cái 267 lần nữa. Cuối cùng thì sao? 358. 180 để chữa loạn thì nghĩa là mấy thằng cận đến khai rằng cháu vừa cận vừa loạn. Ừ, mày loạn thì tao chữa loạn. Nói thế thôi chứ chỉ có mỗi cái huyệt 180 là quan trọng. Với đằng sau nó có huyệt phong trì. Đây. Thấy chưa? Đó. Đó, có thế thôi. Nhưng mà để chữa mắt, đồ hình mắt. Một, con mắt giả số 1. Con mắt giả thứ 2. Con mắt giả thứ 3. 4, 5, con nhớ không? Không có, không nhớ. Thầy hội, thầy hương chạy không nhớ được, đánh đít. Nha. Đấy, đét đít đấy. Cụ kỳ là hơi nặng tay. Thầy hội, thầy hương giảng không chịu nghe về là đét đít, nhớ chưa? Ừ? Bao giờ mày lên xe hoa có cho cụ uống rượu không? Có. Ôi. Đấy, có thế thôi. Hơ đâu? Hơ 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đấy. Còn nói đến chữa mắt nhá, là tôi nói vì con này là con trẻ con, thì tôi làm cho các vị xem để mà nhớ. Chứ như người lớn như các bạn này là không chơi. Nghe chưa nào? Vì làm sao? Vì có đồ hình mắt đây này. Thấy chưa? Đây, mình có thể làm như thế này. Đồ hình mắt là cổ. Đồ hình mắt ở đâu? Đây. Thấy chưa? Đây. Đây, con này trẻ con mà tôi cứ làm phứa đi được. Nó thoải mái vui là chẳng sao cả. Đây, được chưa? Thế thôi. Đấy, thế còn các bà tự làm đấy với nhau thôi. Còn các ông đừng chạy xung các ông làm. Nha. Khóe à? Nó nhầm nhầm thì sao? Khóe. Hả? Nhầm mới chạy cái gì
Ừ đúng rồi, đấy bà kia thông minh. Thầy có nhiều người bây giờ bị mộng ấy, mộng mắt màng trong mắt này này. Mộng thì có bài chứ mộng chứ. Rồi xong rồi con. Nào. Cho con mấy tí cây đau đau cuộc sống, con bị đau xương, con bị nốt phát này thì bị gai hóa cuộc sống, con bây giờ nó chèn tiêu mất nửa người. Chữa này thì lâu. Cái thằng phu kia sang chưa? Thằng cô bé sang chưa? Ông phu lớn đấy ông ơi. Hả? Ông phu lớn đấy ông. Không, thằng phu bé kia kìa. Nó còn đang ăn đâu mà. À, đang ăn rồi. Bao giờ nó ăn xong rồi gọi nhá. Cái thằng đấy để cho bà con người ta học. Đấy thằng bé này, đây đấy thằng bé này. Có phải thằng bé này không? Không. À, cái thằng này cũng hay lắm nhá. Đây, đến rồi đây bà con. Cái thằng này là cái thằng Parkinson. Người đầu tiên Parkinson đến từ chỗ này này. Khả năng thành công là được đến 80% rồi. À. Này, nhưng mà để tí nó nói cho nghe chứ bây giờ. Hôm đầu tiên nó đến đây nó bắn lên đấy. Nó đi bằng cái đầu ngón chân này nó chặt một tầng này. Nhưng hôm nay thì khá rồi. Sống thì lâu lắm. Thế bây giờ làm cái thằng Parkinson này nhá. À, vì cái này nó hơi độc đáo. Thằng này đây, ông ở đây. Đấy con nhà ai đây? Không biết con nhà ai. Con nhà này ở thị trấn Quỳnh Côi. Gọi là thị trấn Quỳnh Côi của huyện Quỳnh Quỳnh. Vì làm sao? Vì bà con ở Hà Nội, Hải Phòng về đây hỏi vào nhà tôi chữa bệnh thì ai nhiều người là bám nhạo tôi. Thế nhưng người ta vào đây người ta thấy hay quá thì người ta mới chê cái dân Quỳnh Phụ của tôi là dân ngu, là Quỳnh Quỳnh, lao động Quỳnh Quỳnh chứ chẳng biết cái đấy gì. Đấy nó đặt tên cho cái dân, đây là gọi dân Quỳnh Quỳnh. Đấy là người Hà Nội họ đặt chứ. Bởi vì là ở bên đây cứ ra gốc đa cái thôi đã có người ở đâu cứ ấn ở đây chứ làm tôi chả thèm đến đâu chưa cả. Mà sự thật tôi có là thầy bà đấy chứ đâu mà nó đến. Mà tôi cũng chả thèm quảng cáo với họ. Thế cho nên họ chẳng biết cái đách gì. Thôi, có bệnh vái tư phương bà con đến tôi giúp. Có thế thôi. Họ là gì kệ họ thì cần biết. Họ bảo tôi thế nào không cần biết. Nghĩa là tôi cứ làm được cái điều tốt đẹp cho dân là tôi sướng. Còn họ bảo tôi là băm, là chém, là chặt, là lừa. Không quan trọng. Miễn là tôi không băm, không chém, không chặt, không lừa. Thế là thành công thôi. Còn như thằng này thì nó ở ngay thì tấn thì coi tôi thôi. Đấy. Nó là bệnh Parkinson. Parkinson là các vị thấy thế này này. Vâng. À, này này. Vâng. Đấy. Nó múa bằng chân bằng tay như thế này đấy. Mà ở thị trấn Quỳnh Côi của tôi đây đã có một cán bộ huyện bị Parkinson này rồi chết bằng Parkinson. Thì bây giờ mẹ nó đem đến, bố nó đem đến, mẹ nó đây hả? Ở đây mẹ nó đem đến thì tôi à điếc không sợ súng làm chơi. Dĩ nhiên là làm chơi theo cái cách nghĩ của mình chứ không phải là làm chơi theo kiểu làm bừa. Thì cái tôi lý giải trước là tại sao tôi dám chữa cho con cụ này, bởi vì nó bị Parkinson, tức là nó bị ách tắc ở trong não. Thì tôi chữa cho thằng cụ này này chứ không phải đọc số nữa nhá. Ách tắc ở trong não thì phải làm chống nhãn nghẹt, bộ vị não thần kinh phải không nào. Đấy, nó run bắn lên thì ta làm run rẩy, chống run rẩy được chưa? À. Đó, thế thôi. Và có một cái phác đồ Parkinson chốt được đọc cũng nghiêm chỉnh cho các vị ghi chép, thế là được chứ gì? À. Thế thôi. Mà nếu các vị tích cực nữa là chống qua cờ cho nó, không chống qua cờ nó cũng khỏi. Đấy, miễn là chống run cho nó là được rồi. Thế thì cái Parkinson này có người là tay muốn như thế này đây này. Mà tại làm sao tôi dám chữa cho thằng này? Bởi vì Tiền Hải lên đây 6 người tôi chữa thành công 5. Các bà cứ thế này các bà vẫy rau muống mà nó cắt về nhà cho rồi phải đi hái để mà luộc cũng không là hái nổi. Bà ấy còn mải múa. Mải múa. Mải múa tay. Hai tay cứ thế này thì mình hái làm sao được rau. Đó. Dùm, dùm. Đấy. Thế thì bà ấy đến đây phải chữa cho bà ấy hết múa. Bà ấy về bà ấy tự ra luộc số rau muống. Thế là bà ấy que thì những người khác lên. 6 người tôi chỉ thua có một ông. Một ông là vì sao? Già quá rồi, lâu quá rồi. Đáng nhẽ chứ muốn cho khỏi là phải hợp tác hàng tháng. Nhưng mà bố thôi thay tao già rồi. Thế thôi cũng được. Chứ ở trọ đây nó cũng nóng, tốn tiền thì phải. Mà cứ thế này con nó vẫn đút cho mà ăn cơ mà. Thầy dùng quá không bưng được bát cơm mà ăn, nhưng con nó cũng phải đút cho.
thôi thế xong tay thì chị nhớ gì mấy cái người già thì nó khó thế, nhưng còn như thế này mà để cho nó không hút được mắt cơm nó ăn thì nó tội nghiệp nó quá, mà vậy nên tôi mới liều mạng làm thử cho cháu này ngay thị trấn Quỳnh Côi của tôi đây. À, thì bây giờ là mẹ nó cho biết xem từ đến hôm nay nó thế nào. Đấy, bà con đang nghe rõ chứ? Bớt nhiều. Nào, con đứng lại xem nào. Nào, bắt tay ông xem nào. Đấy, giờ được rồi, không run nữa này, bắt tay này. Hết run. Không ạ, đi một vài bước cho các cô, các bác xem. Đó, ngon lành rồi. Không ạ, nhưng mà như thế này mà thôi là chưa được. Phải cố lên tí nữa mẹ nó nhá. Đấy. Đi có bộ vào đây cái mà cái việc gì đâu, không phải ô tô. Thế nha các vị, về đây là thấy tận mắt chứ không phải là tôi quảng cáo nhắn tin cái gì cả. À, mục đích tôi khoe như thế này là để các vị học cho giỏi về nhà mà cứu người thích thật. Chống nghẹn nghẹt não thần kinh không phải đọc nữa nhá. Vâng, không phải đọc. Mệt mỏi. Mệt mỏi. Tôi nói nhiều nó cũng khản tiếng. Đấy, đang làm não thần kinh cho nó đây. Như vậy là chống nhanh nhẹt não và thần kinh rồi. Thế còn tiếp theo là phải chống run rẩy cho nó. Cái này thì có lẽ là bà con không cần phải ghi chép đâu, vì nó có chữ run rẩy to đùng như này. Này, tôi đọc nguyên văn trong sách chứ không phải tôi bịa đặt nhá. Run rẩy là 50 45 300 127 73 6 124 số 0 hết run rẩy. Nhưng mà nếu chỉ chống run rẩy thôi chưa đủ, có một cái phác đồ chữa Parkinson. Khi nào có rồi thì thôi, còn không có là tôi cho. Đây. 50. Đứng lên. 60. 45. 26 61 124 34. Để chữa Parkinson cuối cùng phải kết thúc nó bằng phác đồ ổn định thần kinh. Ổn định thần kinh các vị có biết không? Có quá ai chứ 124 34 ai thuộc đọc cho tôi làm nào. 103 106 267 300 số 0 26 50 1 37. Đấy, phác đồ có thế thôi. Chỉ có một cái như này này. Thường thường những ai mà làm diện trần chưa giỏi nhưng mà lại hăng hái dạy diện trần, nói cách khác tức là ngựa non háu đá đấy, chưa giỏi đã đòi làm thầy.
thì thường có cái thủ đoạn hòa hù dọa người ta. Cái hiệp số 0 này mở, cái hiệp số 0 cũng là quá. Nói như thế có thể đúng mà có thể không đúng. Mày á, không đến đây là mà không quá đâu. Mày tao quá hiệp của mày rồi. Không bấm hiệp số 0 mà. Không phải thế đâu nhá. Đừng có dọa con ta thế. Người ta chưa cần, là có người chưa ác đến độ như thế này này. Mỗi chữa 8 tháng trời, tiền công bấm huyệt hết 11 triệu, tiền thuốc hết 8 triệu, 9 triệu nữa, con người ta vẫn không còn đời. Thế là nó không đến nữa. Rõ là mày không đến nha, tao khóa huyệt của mày rồi, huyệt số 0 này. Nên nó đến, nó đi Singapore 130 triệu nữa không được gì. Thế mai sao nó về đây? Khỏi. Lúc bây giờ bố nó mới khai ra, mẹ nó mới khai ra, cái ông thầy ấy thấy nhà nó có kinh tế, muốn moi tiền của nó thì dọa nó một câu, tao quá cái việc của mày rồi. Thế các vị, tôi xin các ông đừng có dọa người ta như thế nha. Chưa hả? Thầy ở đây có một cái trường hợp bị lát trong ạ. Thầy mọi người rất là muốn chứng ngưỡng thầy chữa lát. À rồi, thầy vào để thầy làm chữa lát và mẹ nói cháu có bệnh gì nào. Thấy thầy cháu bị rối loạn điều tiết lát. Lát trong, nên mọi người chụp ảnh lát trong rất rõ. Tân thị cái gì? Cháu ngồi đây, cháu là hay mỏi mắt đi thầy, hay mỏi mắt thì lát xong rồi. Cái này nhá, nó mỏi mắt nó không phải là loạn thị đâu. Chẳng qua các bác sĩ không hiểu loạn mắt là ăn mỏi mắt là cái gì, đổ cho nó cái tội loạn thị thôi. Mỏi, mỏi mắt chẳng qua là bệnh viêm thần kinh hốc mắt. Nhưng bác sĩ không biết là bệnh viêm thần kinh hốc mắt đổ cho nó là loạn thị thôi, chứ nó không phải loạn thị. Trường hợp nào nữa không? Không còn cái con thằng của cháu đâu. Con cháu bé nữa. Cháu bé đến chưa? Đến trong cháu bé mà bị ống thủy. Ống thủy, còn cái cháu ống thủy nữa là sao? Cháu thủy đã ra. Vâng, cháu này với cháu ống thủy nữa là sao? Thế thôi nha. Vâng. Thôi bây giờ ai yêu cầu gì nữa cũng không chơi đâu đấy. Vâng. Ai yêu cầu gì ở lại với thầy? Đúng rồi. Đúng rồi. Ở để ở luôn đêm. Có ai mang dây chuối chưa? Không, nói vui mà con thế thôi. Đi xa xôi thế thì phải lên xe mà về. Bây giờ mà ở lại đây cầm dây chuối ra nữa để mai tôn hết thôi, không làm. Này, đây nhá. Cháu này nó mỏi mắt đúng không nào? Bác sĩ bảo loạn thì không phải đâu. Nó lát trong ta xem nào. À một mắt này lát trong, cái lát trong chưa dễ thôi. Bây giờ làm cái mỏi mắt cho nó nữa nhá. 4 ạ. 65 100 41 87 85 34 61 à rồi được rồi à, 61 16 130 65 423 26 180. Cháu thấy cái mắt bây giờ đã mỏi chưa? Này, mẹ nó đâu? Con nhà cháu không phải loạn thị mà nó viêm thần kinh hốc mắt, là một phát bớt liền. Cháu chỉ đem đây nhiều lắm 3 lần nữa hết. Ở đâu? Ở thị xã Thái Bình nhá. Chị khó đem đây 2-3 lần nữa thôi là hết, nghe chưa nào? Còn nó bị lát, đúng không? Đây, nó lát đây này. Cái con mắt này, cái lòng đen nó cứ chui vào chưa bên trong này này. À, thế là gọi là lát trong. Vậy thì chữa mắt lát quá dễ. Các vị nha, tôi không cần sách, đọc luôn này. Giải quyết ách tắc thần kinh số 3 bằng các huyệt 65
65 130 267 thấy chưa? Đấy là ách tắc thần kinh số 3. Còn nó lắc vào phía bên trong thì kéo nó ra ngoài. Đang thì kéo ra ngoài này. Số bao nhiêu? Sát mắt này. 2 131 là kéo ra. Đó. Xem nào. Ừ. Này, mẹ nó đâu? Dạ. Mày cũng chỉ đem lên 3 lần con nhà mày hết lá. Nha, ra rồi. Ra rồi. Nghe chưa? Đây. Đây, bây giờ hơ cho nó chỗ này. Đây. Nha. Nghe chưa? Chỗ ta chọc này. Và cái mắt có tay này. Úi giời, con bé này lít nhít này mà con to này à? Lít nhít này con to thế. Hả? Mẹ ăn cơm chút kém à? Ông cho 32 tuổi đâu ạ. Bao nhiêu? Úi giời ơi. Dân Thái lọ mà cũng ăn cơm trước kẻng rồi. Chết bố mà. Cách nó lát là phải thôi. Nha. Rút kinh nghiệm lần sau cho đại nha. Thôi đi về. Mấy lần nữa. Mai xuống. Bây giờ này cũng nhanh một đoạn. Ông ấy có vẻ cả hai mắt không hay là một mắt? À cả hai. Đúng không? Ờ. Cả hai mắt cắt chặt. Ờ. Còn gì nữa. Nào, thằng cô kia, thằng cô kia nó vào đó. Thằng đầu, nhìn đầu, nhìn đầu, nhìn đầu, quan trọng nhất là đây. Nhờ các vào. Sáng ngày tôi kể về nó là đây. Mẹ nó đây. Bố nó còn đẹp trai hơn đây. Đây ngồi kia, ngồi kia thầy ạ. Đây ngồi kia. Đấy, thấy chưa? Này, không có tay nó cũng thấy chưa? Hay là nói vậy? Đó. Đó. Bây giờ dám chắc cái hố xây rồi là thừa. À, thế là phúc. Chứ nếu cái hố đó mà tác dụng thì gầy to. Đấy. Hôm đầu đến là cái chân này nó thế này này. Đúng rồi, hôm ở viện nhi thì cháu đấy. Mổ trên đấy các bác tiêm kháng sinh bên trên máu nhiều quá. Con bị co cơ, cái chân nó không xoay được. Giờ thầy bấm thì nhả hai chân ra rồi. Cháu 15 tháng rưỡi ạ. Rồi nhá, bây giờ tôi làm cho các vị xem nhá. Bệnh lý sáng ngày nói rồi. Nguyên lý chữa thế nào sáng ngày nói rồi. Bây giờ chỉ làm cho xem thôi. Thầy sao nhá? Hả? Thầy sao? Ngồi quay rồi. Thầy quay rồi. Vâng, thế là vậy. Đây là bắt đầu là từ cái chỗ giảm tích dịch đấy. Giảm tiếp dịch đây. Ôi không đau mà. Giảm tiếp dịch vào đâu? Não thần kinh. Là giảm tiết dịch. Đây là chữa não ung thủy. Bây giờ ta tiếp tục đến chữa u thể. 41 143 127 37 41 38 chứ. 3738 thì 14 có đâu. Vâng. Tôi đọc lại nha. 41 143 127 19 37 38 U ở trong não. Vậy làm tiếp 1 124
đấy, thân chân nó đạp chưa, đạp tung tay tôi ra đấy, 103 ba con đấy, thấy chưa, đúng rồi luôn, 34 126 125 197 175 8 hết chưa, hết rồi nào. Nhưng mà thế này bây giờ mà quan sát nó, nhưng quan này tôi bảo nó không thể đạp được ấy, cái chân này nó khóc cái này này thì tôi làm đây. Đau, dễ rời lên. Cái này không phải 74. Cái huyệt 74 rất đau thì cái khớp háng này được giải phóng, mà khớp háng giải phóng cái chân này thả ra. Đấy, thôi, mà thôi, không làm nữa. Đấy, rõ ràng là thấy thần chết chạy khỏi rồi, phải không ạ? Đấy, thế bây giờ cứu được một mạng người phúc đáng hạ ra. Đấy, không tiền vàng nào quý bằng một con người như thế này cũng thoát khỏi. Cảm ơn thầy. Vâng. Đấy, thế các vị thấy chưa? Sự thật là vậy đấy, chứ không phải là tôi khoe khoang bốc mẽ gì cả. Đây có người thật, được thật đấy. Thôi bây giờ thế thì hết rồi, anh Hồng nhìn hết rồi. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, không nhau rồi, đầu tiên thầy ơi, 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 bình thông nhau chưa? Rồi ạ. Nó vào đây, nó vào đây, nó vào đây thì nó xuống đất. Chân là như đất. Tay thật. Nha. Động tác thứ nhất, động tác thứ hai, làm xong cho người ta rồi, đứng dậy đi rửa tay đi. Thế thôi. Có chưa? Thầy ngồi suốt ngày đứng dậy lúc nào ạ? À không, cứ đứng dậy cái rửa tay này. Rồi ăn gì thì ăn, uống gì thì uống. Đấy. Nha, các vị dùng nhớ cho thế. Cái nguyên tắc bình thông nhau, nó vào ta thì nó phải chỗ có thoát. Nghe chưa? Thế còn buổi tối các vị có thể làm hai việc. Một, tập thở âm dương khí công. Hai là ngồi thiền theo đạo Phật. Nha, tôi không phải là người tuyên truyền mê tín dị đoan, nhưng mà tôi thấy đạo Phật có cái thiền rất hay, cho ta sức khỏe, cho ta trí tuệ thăng hoa. Tại sao ta không theo? Mà có khó gì đâu. Già như tôi này ngồi thiền rất ngon lành. Đây, các bạn xem. Đi qua xem này. Đây. Đấy, ngồi thầy ngồi rộng thế này. Có gì đâu khó khăn. Thầy ngồi ra chân bắt được. Thầy bắt lên này. À, mọi cái đều thành thói quen. Lúc ban đầu tôi ngồi nó cũng đau đớn ghê gớm chứ. Nhưng mà hai chữ khuyết và tâm. À, mình dám làm thì mình làm được. Cũng như thằng cu kia, nó nguy hợp đến thế rồi, dám làm hoặc là bỏ. Mình mà nhát một tí thì về tao không chịu được là cũng xong. Gom đếm tao làm thử, may ra thì được. Không ai được chứ. Thế còn bây giờ nha, mình không làm biết đâu mà lần mà đã là được hay không. Cái ý chí mạnh lắm. Thế tôi ngồi thiền nhá, tôi là đàn ông già rồi, không ngồi thiền được thì các vị ngồi thiền được chứ sao? Còn nếu các vị ngồi thiền thấy đau chân quá không ngồi được, tôi xin các vị là tập âm dương khí công đi. Đơn giản, không phải bắt chân hoa sen như là các nhà sư. Mà hôm nào mà mệt mỏi tôi cũng không ngồi thiền được nữa thì có thế này thôi, có gì đâu mà làm được này. Già như tôi còn ngồi thế này được, có được không? Khác một điều, nếu mà để chống lây bệnh thì đặt chân xuống đất, nhưng còn ngồi âm dương khí công thì có cái giác, hoặc là có một cái minh chiếu để nó tách âm ra nha. Thở âm dương các vị biết rồi, vào đến đan điền dừng, ngược trở ra, sao mà xong rồi. Thế là đường dương, đường âm thì sao? Vào đến đan điền chưa dừng, cho xuống qua hậu môn, bóp một cái,
cho nó lên ngược đằng sau, nó lên đến qua gáy và lên đến qua bãi chuột và đến lại trở ra mũi. Nhưng các vị nhớ cho rằng đấy là hơi thở tưởng tượng chứ không phải hơi thở thật. Mũi có thể vẫn thở khí trời để lấy oxy nuôi cơ thể, nhưng cái đường thở năng lượng đấy là đường tưởng tượng. Mà nhớ cho một câu rất hay là khí dẫn khí, khí dẫn huyết, huyết mới dẫn lực. Các vị cứ làm thế đi, và quan trọng nhất các vị tìm cho được cái tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng thì không ai giống ai, như tôi 8-10. Thế 8 dương, 10 dương 8 âm, 18. Thế là của tôi là đủ. Cái gì để mình lượng cái đó? Nếu mình tập đường dương quá cao thì dễ bị táo bón, mà tập đường âm quá cao thì dễ bị tiêu hóa, rất là tiêu hóa. Vậy các vị khi đi vệ sinh chả dại gì mà không ngó cái phân của mình ở trong cái bồn cầu, nó khuôn khuôn như là cái củ khoai lang luộc ấy là đẹp, nó té ra một tí tức là mình đã âm hóa mất rồi nha. Mà rặt mới ra thì nó là dương hóa rồi, mình tự điều chỉnh thôi. Cái này không có gì xấu các vị nhá, không có gì xấu cả, rất hay. Thế mà già như tôi làm được, các vị làm được chứ? Mà các vị thấy tôi nói tất cả những điều tôi nói ngày hôm nay có gì ngoài sách tụng thầy Châu không? Đúng rồi, đúng rồi. Khác nhau một điều này.